chào tất cả mọi người đang xem channel Little Candy Cuộc Sống Mỹ của mình. Đây là một video ngắn của mình để chia sẻ với mọi người một góc nhỏ mùa thu ở San Jose. Đối với mình, mùa thu là mùa mang lại nhiều cảm xúc và hoài niệm nhất, bởi vì đây là thời điểm cây lá đang đổi sang nhiều màu sắc rực rỡ, hòa cùng với khí trời se lạnh. Những hàng cây ven đường với màu đỏ, cam, vàng và những chiếc lá rơi rụng phủ đầy con đường đã làm nên một không gian vô cùng lãng mạn. Như mọi người thấy đó, những cây phong đang rụng lá khắp con đường dẫn vào khu dân cư. Do đó, cả gia đình mình đã quyết định đi khắp phố phường ngày hôm nay để quay video cũng như là chụp hình lại những khoảnh khắc thơ mộng này. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của mùa thu San Jose. Và nếu như mọi người thích video này, có thể cho mình một like, share hay là subscribe để ủng hộ cũng như là xem thêm những video mới của mình nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ và hẹn gặp lại ở những video lần sau.